Ở đây mình dùng kim móc 3mm và len Cotomil. Đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình ở đây một vòng tròn ma thuật gồm 14 mũi kép đơn. Các bạn móc lên giúp mình một bính, hai bính, tính là mũi kép đơn đầu tiên. Trong vòng tròn móc thêm 13 mũi kép đơn giúp mình. Vòng tròn này lại giúp mình. Đây các bạn dùng mũi dời nối vào. Sau đó móc tiếp giúp mình cái vòng thứ hai. Vòng thứ hai ở đây các bạn sẽ móc giúp mình một đơn và một bính, tính là mũi kép đơn đầu tiên. Cùng chân len này, một mũi kép đơn thứ hai. Chân len kế tiếp, hai mũi kép đơn trong chân. Lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình, mỗi chân len 2 mũi kép đơn. Như vậy đến cuối vòng chúng ta sẽ có là 28 mũi kép đơn tổng cộng. Sau khi xong vòng thứ hai, các bạn sẽ dùng mũi dời nối vào và móc tiếp giúp mình vòng thứ ba. Vòng thứ ba, chân len đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình một mũi đơn, một bính, tính là một mũi kép đơn. Chân len kế tiếp, hai mũi kép đơn chung chân, 1, 2. Chân len kế bên, một mũi kép đơn. Chân len kế tiếp, hai mũi kép đơn chung chân. Lặp lại cái cụm này như vậy, cứ một mũi đơn, hai mũi kép, một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn, một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn chung chân cho đến hết vòng. Sau khi xong cái vòng thứ ba, các bạn dùng mũi dời nối vào và móc tiếp cái vòng thứ tư. Móc lên giúp mình một mũi đơn, một bính. Cùng chân len này sẽ móc giúp mình một mũi kép đơn. Hai chân len tiếp theo các bạn móc giúp mình mỗi chân len một mũi kép đơn. Chân len kế tiếp các bạn móc giúp mình hai mũi kép đơn chung chân. Và các bạn lặp lại giúp mình hai mũi bình thường một mũi tăng, hai mũi bình thường một mũi tăng cho đến hết cái vòng thứ tư này. Kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, tiếp theo sẽ là hai mũi kép đơn chung chân. Móc giúp mình đến hết vòng. Sau vòng thứ bốn, các bạn lại móc tiếp giúp mình vòng thứ năm. Mũi dời nối vào và chân len đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình ở đây một mũi đơn và một bính, tính là mũi kép đơn đầu tiên.
chân lên kế bên, các bạn sẽ móc giúp mình mũi kép đơn thứ hai, chân lên kế tiếp mũi kép đơn thứ ba, và chân lên kế bên sẽ là hai mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục 1, 2, 3 chân lên, mỗi chân lên một mũi kép đơn. Và chân lên kế bên sẽ là hai mũi kép đơn chung chân. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình, 3 mũi bình thường, 1 mũi tăng, 3 mũi bình thường, 1 mũi tăng cho đến hết vòng. Sau khi các bạn móc xong cái vòng thứ 5, các bạn dùng mũi dời nối vào, móc lên giúp mình một bính, và mỗi chân len này các bạn sẽ móc giúp mình một mũi đơn. Và chúng ta móc ở chân len phía sau. Các bạn lượt thực hiện như vậy cho đến hết vòng giúp mình, mỗi chân len như vậy sẽ là một mũi đơn và chúng ta móc ở chân len phía sau. Các bạn móc đến cuối vòng thì các bạn sẽ dùng mũi dời nối vào, các bạn dùng mũi dời nối vào cái chân len phía sau giúp mình, không nối qua cả hai chân len, nối vào chân len phía sau ở đây, mũi dời. Sau đó ở cùng chân len này các bạn sẽ xỏ qua hai mũi len thế này, móc lên giúp mình một mũi đơn. Tiếp tục móc cái vòng thứ hai, mũi đơn thứ 2, mũi đơn thứ 3, mũi đơn thứ 4. Ở đây các bạn sẽ là không thúc len qua, các bạn thay len màu khác giúp mình. Ở đây chúng ta bắt đầu thúc len qua, móc giúp mình ở đây. Chân len kế bên sẽ là một mũi đơn khác màu. Đổi lại màu len phía dưới, các bạn sẽ móc giúp mình 9 mũi đơn vào 9 chân len tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây các bạn lại thay màu len khác giúp mình. Và chân len thứ 10 ở đây sẽ là một mũi đơn khác màu. Tiếp tục thay màu len, móc tương tự như cái cọc này giúp mình 9 mũi màu xám và một mũi màu tím. Tới mũi len thứ 10 thì các bạn thay màu len, móc một tím giúp mình. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết vòng giùm mình. Các bạn đến cuối vòng sẽ dùng mũi dời nối vào, móc giúp mình vòng thứ 3. Cùng chân len này các bạn sẽ móc giúp mình ở đây một mũi đơn
1, 2, 3 chân len kế tiếp, mỗi chân len sẽ là một mũi đơn. Và ở đây các bạn sẽ thay len màu tím giúp mình. Móc giúp mình 1, 2, 3 chân len kế bên sẽ là màu tím. Thay lại len màu xám giúp mình móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chân len kế bên sẽ là 7 mũi đơn. Đây các bạn lại thay len màu tím giúp mình. Móc giúp mình 1, 2, 3 chân len kế bên, mỗi chân len một mũi đơn màu tím. Thay lại len màu xám, tiếp tục móc giúp mình 7 mũi đơn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cứ 7 mũi đơn màu xám và 3 mũi màu tím, 7 mũi màu xám, 3 mũi màu tím cho đến hết vòng giùm mình. Đến cuối vòng thứ 3, các bạn dùng mũi dời nối vào giúp mình. Sau đó móc vòng thứ 4, ở đây móc lên giúp mình một mũi đơn. Chân len kế tiếp, mũi đơn thứ 2. Chân len kế bên, mũi đơn. Và ở đây các bạn sẽ thay len móc giúp mình 1, 2, 3, 4, 5. 5 chân len tiếp theo sẽ là màu tím. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Và ở đây là cái mũi đơn thứ 5. Các bạn lại đổi màu len giúp mình. Móc tiếp giúp mình 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi đơn. Khi móc các bạn nhớ giấu cái sợi len màu tím để chúng ta móc tiếp qua cái dây bên này. Cái mũi đơn thứ 5 thì các bạn sẽ thay màu len giúp mình ở đây. Móc 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi đơn màu tím. Và ở đây chúng ta sẽ thay. Lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình. Cứ 5 mũi đơn màu xám, 5 mũi đơn màu tím, 5 mũi đơn màu xám xung quanh. Sau khi xong vòng thứ 4 thì các bạn sẽ dùng mũi dời nối vào giúp mình. Móc giúp mình tiếp cái vòng thứ 5. Đây móc lên giúp mình một mũi đơn. Chân len kế tiếp các bạn sẽ móc giúp mình mũi đơn thứ hai và ở đây các bạn sẽ thay len. Móc giúp mình 1 2 3 4 5 6 7. 7 mũi đơn và 7 chân len kế tiếp. Thay lại len màu
xám này móc giúp mình 1, 2, 3 3 mũi đơn. Sau đó lại thay cái len màu tím và móc 7 mũi đơn giúp mình. Tương tự như vậy. Ở đây các bạn lại thay len màu xám móc tiếp giúp mình 3 mũi. 1, 2, 3. 1. 2. 3. Các bạn lần lượt móc tương tự như vậy cho đến hết vòng giúp mình 7 mũi đơn màu tím, 3 mũi đơn màu xám, 7 mũi đơn màu tím. Xong vòng thứ 5, các bạn dùng mũi dời nối vào và móc tiếp giúp mình vòng thứ 6 tương tự như cái vòng thứ 5 giùm mình. Chân len đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn. Chân len kế tiếp sẽ là mũi đơn và các bạn thay len màu tím giúp mình móc 1 2 3 4 5 6 7. 7 mũi len khác màu. Hai len giúp mình móc 1, 2 và 3. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết vòng giúp mình 3 mũi màu xám, 7 mũi màu tím, 3 mũi màu xám, 7 mũi màu tím. Sau vòng thứ 6, các bạn dùng mũi dời nối vào và móc tiếp giúp mình vòng thứ 7 tương tự như vòng thứ 6. Đây sẽ là một mũi đơn và kế tiếp mũi đơn. Sau đó chúng ta thay màu móc 7 mũi len màu tím. Ở đây các bạn lại thay len màu khác giúp mình và móc giúp mình 3 mũi đơn. 1, 2. Các bạn thực hiện lần lượt như vậy cho đến hết vòng giúp mình. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 7 thì các bạn dùng mũi dời nối vào và móc tiếp giúp mình vòng thứ 8. Đơn. Chân len kế tiếp các bạn sẽ móc giúp mình mũi đơn thứ 2. Chân len kế bên sẽ là mũi đơn thứ 3 và các bạn thay len giúp mình ở đây. Móc giúp mình 2 mũi màu tím. 1 2. Ở đây thay lại cái len màu xám móc giúp mình. 1 mũi. Hai len ở đây, móc cho mình thêm 2 mũi màu tím. Sau đó đổi lại màu len móc cho mình 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi màu xám. 1, 2, 3. Đây các bạn lại thay len giúp mình 2 mũi đơn màu tím.
một mũi đơn màu xám mà lại thay len. Đây các bạn lại thay len giúp mình. Và tiếp tục móc 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi đơn. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình. 1, 2, 3, 4. Và mũi đơn thứ 5 ở đây mình sẽ thay len. Sau khi các bạn móc xong cái hàng thứ 8, chúng mình sẽ hoàn thành cái họa tiết hình trái tim này. Các bạn dùng mũi dời nối vào và móc cái vòng thứ 9. Bắt đầu vòng thứ 9, các bạn sẽ móc tương tự như cái vòng thứ 2 ở phần thân này giúp mình. Một mũi dời nối vào. Sau đó các bạn sẽ thay len giúp mình ở đây. Móc giúp mình ở đây lên một mũi đơn. Kế tiếp móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chân len tiếp theo các bạn sẽ móc giúp mình. Cho đến hết vòng giúp mình, tức là 9 mũi màu xám, 1 mũi màu tím, 9 mũi màu xám, 1 mũi màu tím. Tương tự như cái hàng thứ 2 ở đây. Sau khi các bạn móc xong với vòng thứ 9, các bạn sẽ móc giúp mình vòng thứ 10 tương tự như vòng thứ 3 ở đây. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tương tự như cái hàng thứ 3 cho tới hàng thứ 8 ở đây giúp mình. Giúp mình 1, 2, 3. Sau đó các bạn thay len màu xám. Móc giúp mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
bạn lại thay lên màu khác giúp mình. Móc 1, 2 và 3. Thực hiện lần lượt như vậy cho đến hết vòng và các bạn lặp lại giúp mình cho đến khi đủ cái phần họa tiết này giùm mình. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 16, các bạn sẽ móc giúp mình vòng thứ 17. Ở đây các bạn dùng mũi dời nối vào móc lên giúp mình. Ở đây một mũi đơn và một bính. Tiếp tục mỗi chân len các bạn sẽ móc giúp mình một mũi kép đơn. Lần lượt móc giúp mình mỗi chân len một mũi kép đơn cho đến hết vòng. Sau khi xong vòng thứ 18 ở phần thân, các bạn sẽ dùng mũi dời nối vào móc giúp mình cái vòng thứ 19 ở phần thân này. Móc giúp mình ở đây một mũi đơn và một bính. Chân len kế bên này các bạn sẽ móc giúp mình một mũi kép đơn, chân len kế tiếp một mũi kép đơn nổi, hai chân len tiếp theo các bạn móc mũi kép đơn bình thường. Chân len kế tiếp một mũi kép đơn nổi. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết vòng giúp mình. Hai mũi kép đơn bình thường và một mũi kép đơn nổi. Sau khi xong vòng thứ 19, các bạn sẽ móc giúp mình vòng thứ 20 ở cái phần thân này tương tự như vòng thứ 19. Bên ở đây mỗi kép đơn nổi, các bạn sẽ móc mỗi kép đơn nổi giúp mình. Hai chân len kế bên, chúng ta móc mỗi kép đơn bình thường. Tiếp tục mỗi kép đơn nổi. Các bạn thực hiện như vậy cho đến hết vòng giúp mình. Sẽ móc giúp mình một đoạn dây bính như thế này và luồn qua cái ở giữa. Móc giúp mình một cái đoạn dây để làm quai đeo như thế này. Ở đây mình sẽ là đeo vai, hoặc là ở đây các bạn có thể xách tay cũng được. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong chiếc túi họa tiết hình trái tim như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.